Tuy không phải là chiếc nôi của nghệ thuật đờn ca tài tử, nhưng từ dòng chảy văn hóa xuyên suốt trong đời sống tinh thần của người dân phương Nam, nên tại Bà Rịa Vũng Tàu, phong trào đờn ca tài tử được hình thành, từng bước phát triển và lan tỏa sâu rộng trong đời sống văn hóa của cộng đồng dân cư. Trong thực tế, phong trào đờn ca tài tử ở Bà Rịa Vũng Tàu phát triển mạnh mẽ, dù không có nhiều nghệ nhân danh tiếng như các tỉnh miền Tây Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng dòng chảy âm thầm của người bộ điệu tài năng không kém phần sôi nổi mãnh liệt. Qua năm tháng, lớp lớp nghệ nhân đã sống, đã chơi, đã truyền nghề, truyền lửa đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử và đã để lại cho vùng đất này một nền tảng vững chắc để phong trào đờn ca tài tử ở Bà Rịa Vũng Tàu phát triển như ngày nay. Minh chứng rõ nhất, mới đầu bà con yêu đờn ca tài tử bằng niềm đam mê ở tính cá nhân, rồi dần dần phát triển thành câu lạc bộ đậm tính cộng đồng, dần ngày càng thu hút nhiều người tham gia. Đờn ca tài tử là một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Kể từ năm 2013, khi tổ chức UNESCO vinh danh loại hình nghệ thuật này là một loại hình nghệ thuật rất là đặc biệt, được hình thành ở khu vực Nam Bộ, rồi lan ra cả nước Việt Nam, đồng thời rất là nhiều nơi trên thế giới, chơi nơi nào có người Việt Nam đều có biết thưởng thức cũng như là chơi đờn ca tài tử. Đã hơn 100 năm qua thì đờn ca tài tử nó sống trong đời sống văn hóa của cộng đồng, đặc biệt là 21 tỉnh thành từ phía Nam, từ Ninh Thuận, Bình Thuận trở xuống đến Bạc Liêu, Cà Mau. Thì trong quá trình hình thành và phát triển của người dân Nam Bộ từ trước tới bây giờ, đặc biệt là cái thời kỳ hiện tại, tức là thời kỳ hội nhập, thì cái vai trò giá trị của cái đờn ca tài tử rất là lớn. Nó mang cái tầm dốc vừa phát triển cái truyền thống của dân tộc Việt Nam, vừa tiếp thu những cái hiện đại. Tôi thí dụ như truyền thống của dân tộc Việt Nam mình thì nó mang ở trong nhiều cái nội dung của bài ca cũng như là chương trình đờn ca tài tử, ca ngợi những thành tựu trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng nền văn hóa mới, những cái gương người tốt, việc tốt, đồng thời có những cái bài ca viết ca ngợi về lãnh tụ, ca ngợi về những cái nét đẹp trong đoàn kết dân tộc để cùng nhau mình xây dựng một cái đời sống mới. Về Bà Rịa Vũng Tàu thì đây là một cái miền đất có rất là nhiều cái nghệ nhân, đặc biệt là có nhiều em rồi nó qua nhiều thế hệ thì ca rất là hay, có giọng ca rất là hay. Tình yêu đờn ca tài tử của các nghệ nhân xuất phát từ niềm đam mê, yêu nghệ thuật. Tất cả đều mong muốn mang lời ca tiếng hát của mình phục vụ cho cộng đồng, công chúng. Dù mỗi người là một hoàn cảnh, một công việc khác nhau, nhưng vào những đêm trăng sáng, những lúc hội hè hay vào dịp lễ Tết là các nghệ nhân, người mộ điệu lại sắp xếp thời gian cùng nhau sinh hoạt, cất cao lời ca tiếng hát về tình yêu quê hương, đất nước, gợi ca những giá trị tinh thần trong sản xuất của từng xóm làng, miền quê, để mỗi người thêm yêu cuộc sống này hơn. Đất đỏ, một trong những cây nôi cách mạng của vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu, còn là mảnh đất thấm đẫm tình đất tình người, khiến sức sống mạnh mẽ của đờn ca tài tử đã lan tỏa đến với tất cả người dân trên vùng đất quê hương của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Sinh ra và lớn lên ở đây, anh Nguyễn Văn Duyên, nhà ở tổ 3, khu phố Hải Lạc, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử từ ngày còn nhỏ. Hàng ngày, anh Duyên cần mẫn với nghề sửa đồ điện tử để mưu sinh. Nhưng từ năm 2003, khi người mộ điệu ở Phước Hải thành lập câu lạc bộ đờn ca tài tử, cứ vào mỗi tối cuối tuần, anh Duyên đều sắp xếp công việc nhà, giao lưu ca hát cùng với các anh chị trong câu lạc bộ. Mỗi khi ở huyện, ở tỉnh tổ chức các hội thi, hội diễn về đờn ca tài tử, anh Duyên nhiệt tình tham gia và đã đạt được một số giải thưởng. Tôi thì ban ngày thì sinh sống bằng nghề sửa chữa điện tử. Thời gian rảnh rỗi vào buổi tối thì có đến nhà của chú Sáu là chủ câu lạc bộ của đờn ca tài tử của thị trấn Phước Hải để tập đờn ca với lại một nhóm bạn cũng đam mê bộ môn đờn ca tài tử này. Khi mà tôi tham gia thì cảm thấy nó mình rất là
kể như là trong lòng nó làm cho nó được vui hơn, nó sinh hoạt nó thấy nó thoải mái hơn. Có nhiều bộ môn nhưng mà cái bộ môn đờn ca tài tử này nó tôi rất là đam mê nó, là theo học cũng khoảng 20 năm rồi. Tôi là vợ của anh Viên thì thấy anh đi hát vậy tôi cũng ủng hộ lắm, cũng rất là thích. Tuy bản thân mình không có biết ca hát nhưng mà rất là thích luôn á. Khen chồng mình á là hát hay, tôi cảm thấy tôi cũng rất là vui, cũng rất là hãnh diện luôn á. Đến nay, tại Bà Rịa Vũng Tàu có khoảng 25 câu lạc bộ đờn ca tài tử hình thành và phát triển tại khắp các huyện, thị, thành phố và cộng đồng dân cư. Trong đó, một câu lạc bộ cấp tỉnh, 8 câu lạc bộ cấp huyện, 16 câu lạc bộ cấp xã, phường, thị trấn. Ngoài việc tổ chức sinh hoạt mang tính nội bộ, trình diễn phục vụ bà con vào các dịp lễ hội, một số câu lạc bộ đã tổ chức hình thức kết bạn giao lưu và đặc biệt là tổ chức biểu diễn đờn ca tài tử định kỳ hàng tháng với tên gọi Đúng Hẹn Lại Tới, được đông đảo bà con và người mộ điệu hưởng ứng, vừa đến thưởng thức, vừa tham gia giao lưu và ủng hộ kinh phí, như ở thị trấn Đông Hải, huyện Đông Điền với chương trình Đêm Biển Gọi, phường Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa với chương trình Đêm Trăng Rằm và chương trình Điểm Hẹn Sông Dinh của câu lạc bộ đờn ca tài tử Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Mỗi câu lạc bộ đờn ca tài tử có một phương thức tiêu chí hoạt động riêng, vừa giúp các nghệ nhân, người mộ điệu thỏa mãn được niềm đam mê về đờn ca, qua đó cũng là để phát triển các nhân tố mới, góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị đặc sắc của loại hình đờn ca tài tử. Như câu lạc bộ đờn ca tài tử thành phố Bà Rịa, hiện có hơn 30 nghệ nhân tham gia. Các nghệ nhân ở nhiều độ tuổi, nhưng đều có chung một niềm đam mê ca hát và yêu thích bộ môn đờn ca tài tử. Trong các nghệ nhân tham gia sinh hoạt tại đây, nhiều người có thể hát các bài bản tổ, hát giọng cổ nhịp 8, nhịp 16, nhịp 32, hát về các bài lý, oán phụ, bài oán biến thể. Còn về nghệ nhân chơi đờn thì có thể sử dụng được các loại guitar phím lõm, đờn sến, đờn bầu. Định kỳ, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt, các thành viên tập trung để hát cho nhau nghe, trò chuyện trao đổi về kỹ thuật đờn ca. Từ đó, mỗi người lại thêm yêu bộ môn nghệ thuật của dân tộc và hăng say tập luyện để lời ca tiếng hát ngày càng thêm mượt mà, ấm áp. Ở Bà Rịa cũng đã thành lập những cái đội nhóm các câu lạc bộ tại đơn vị xã phường. Bên tỉnh thì cũng đã hỗ trợ là các cái nhạc cụ âm thanh, rồi những cái bài bản, những sáng tác, những lời mới. Trong thời gian tới thì tôi nghĩ là để mình duy trì và phát triển cái bộ môn đờn ca tài tử thì ở thành phố Bà Rịa, cái thứ nhất là chúng ta cũng phải đầu tư về cái thứ nhất là về kinh phí. Cái thứ hai nữa là về cái điều kiện là về cơ sở vật chất. Cái thứ ba nữa là chúng ta cũng sẽ tham dự hoặc là mở những cái lớp mà dạy đàn, những lớp mà dạy ca về bộ môn đờn ca tài tử, thì để từ đó để chúng ta đào tạo thêm một cái thế hệ phía sau để kế thừa và phát huy giữ gìn cái đờn ca tài tử của mình. Vui hơn, vào ngày 18 tháng 12 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 3597 phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, trong những năm qua, các hoạt động bảo tồn nghệ thuật đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra sôi nổi và rộng khắp, tạo nên không khí vui tươi phấn khởi trong giới tài tử và những người yêu mến loại hình nghệ thuật độc đáo mang đậm phong cách của người dân Nam Bộ. Ngoài các hoạt động đờn ca tài tử phát triển trong cộng đồng, các vùng quê và huyện thị thành phố trong tỉnh, một bước quan trọng hơn nữa là Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức nhiều chương trình hoạt động cho các nghệ nhân, người mộ điệu đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh, như các hội thi, các buổi giao lưu, dạy nhạc, góp phần thiết thực, gìn giữ và phát triển loại hình văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh cũng đã trang bị bộ nhạc cụ đờn ca tài tử cho một số câu lạc bộ trên địa bàn các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, mở lớp truyền dạy, nâng cao năng lực biểu diễn cho tài tử, nghệ nhân.
với các nội dung hướng dẫn, truyền dạy cách ca và diễn, kỹ thuật đờn, các thể điệu đờn ca tài tử, gồm 20 bài bản tổ với 3 nam, Nam Xuân, Nam Ai, Nam Đảo, Sáu Bắc, Lưu Thủy, Phú Lục, Bình Bán, Cổ Bản, Xuân Tình, Tây Thi, 7 lễ, Sàng Xê, Ngũ Đối Thượng, Ngũ Đối Hạ, Long Đăng, Long Ngâm, Giảng Giá, Tiểu Khúc, 4 oán, Tứ Đại Oán, Phụng Hoàng, Giang Nam, Phụng Cầu. Thể điệu giọng cổ nhịp 8, nhịp 16, nhịp 32. Hầu hết những cái nghệ nhân đờn ca tài tử, họ chỉ là những cái người có cái năng khiếu và họ chỉ học hỏi nhau qua cái truyền đạt trực tiếp hoặc là truyền khẩu. Nhưng mà mình muốn nâng lên cho họ thêm một cái bước hơn nữa là mình phải có cái người hướng dẫn thật là bài bản cho họ trong cái diễn xuất, trong cái cách hát đó, thì họ hiểu được cái điều đó thì cái nghệ thuật của họ, ngay bản thân họ, họ cũng sẽ nâng lên được một bước hơn và nâng lên cho cả cái tổng thể chung là thứ nhất. Và thứ hai là khi mà họ còn đam mê, họ có chuyên nghiệp hơn thì họ sẽ tự tin và biểu diễn nhiều hơn thì cái mức lan tỏa của mình nó nhiều hơn và cũng chất lượng hơn. Cùng với các hoạt động trên, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh còn tổ chức hội thi sáng tác lời mới cho 20 bản tổ của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Qua đó, ban tổ chức đã nhận được hơn 200 tác phẩm dự thi của 39 tác giả trong và ngoài tỉnh. Trong số này có 50 tác phẩm viết cho thiếu nhi, 157 tác phẩm viết cho người lớn. Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức giao lưu các câu lạc bộ đờn ca tài tử trong tỉnh với nhau và giao lưu với các tỉnh trong khu vực Nam Bộ. Đặc biệt, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức thành công hội thi đờn ca tài tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 10 vào năm 2020 và hội thi đờn ca tài tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 11 vào năm 2021. Chương trình đã thu hút được 11 lượt đội đờn ca tài tử ở các địa bàn trong tỉnh tham gia, như đội đờn ca tài tử huyện Đông Điền, đội đờn ca tài tử huyện Đất Đỏ, đội đờn ca tài tử thị xã Phú Mỹ, đội đờn ca tài tử huyện Côn Đảo, đội đờn ca tài tử huyện Xuyên Mộc và đội đờn ca tài tử thành phố Bà Rịa với hơn 100 thí sinh tham gia. Trong quá trình diễn ra hội thi, ban tổ chức đã nhận được sự quan tâm phối hợp cộng tác của lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao các huyện, thị, thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa Vũng Tàu, các đơn vị, công đoàn viên chức tỉnh, trường cao đẳng sư phạm, trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ cũng đã cử cán bộ, học viên và sinh viên đến theo dõi, cổ vũ cho hội thi, động viên tinh thần các tài tử diễn viên. Rất là vui khi mà Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức cuộc thi này trong cái tình hình dịch bệnh vậy mà tổ chức online, tôi thấy là cũng là rất vinh hạnh để tham gia chương trình này. Tôi mong rằng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn tổ chức những cái cuộc thi như thế này để cho những cái câu lạc bộ đờn ca tài tử của các huyện, các thị xã được phát triển, có nghĩa là bảo tồn văn hóa của nước nhà. Ca tài tử này là thi văn hóa ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này đó là 3-4-5 lần rồi tôi cũng có lên thi đó, nhưng mà thấy là hân hạnh, là rất nhiều, là phấn khởi của tôi. Mình cũng là học hỏi tất cả anh em mấy người đờn ca tài tử đi trước, những người nghệ sĩ đi trước ca sao, cũng như anh Quỳnh Khải, đó là chị Bạch Tiết là huấn luyện viên, là chấm điểm đó, là coi như ca cho tròn chữ, cho đúng giọng đó, thì mình cũng đang học hỏi như vậy. Thì tôi cũng đang tham gia với 4 cái chương trình của Trung tâm Văn hóa tổ chức, đó là một lớp dạy đờn, một lớp dạy ca, rồi nói về sáng tác liên quan đờn ca tài tử, mà nơi đây đã sinh ra những cái rất là mới. Thì tổ chức đờn ca tài tử là một cái tỉnh đầu tiên đưa tổ chức đờn ca tài tử xuống với dân, thì đó là một cái hình thức để đưa cái đờn ca tài tử xuống với cộng đồng, thì đó là một cái tỉnh đầu tiên. Cái mới của đóng góp của Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu đó là đưa một số cái điệu múa vô trong cái đờn ca tài tử. Bởi vì trước đây thì có nhiều cái quan niệm rằng đờn ca tài tử là một cái sinh hoạt cộng đồng của những người thân thiện với nhau, chơi với nhau thôi. Thì chính ở chỗ Bà Rịa Vũng Tàu,
Trung tâm văn hóa đã làm nên nhiều cái tiết mục. Đầu tiên, thí dụ như cái bài mà bài ca nói về chị Võ Thị Sáu thì có một cái múa minh họa về cái hình ảnh của chị Võ Thị Sáu trong cái hoàn cảnh như thế nào thế nào đó, thì mình thấy đó là một cái hình thức, mặc dù rằng có nhiều cái loại hình khác đã làm, nhưng mà đây Bà Rịa Vũng Tàu là một cái nơi đầu tiên. Nhìn chung thì trong những năm 20 năm tới đây, phong trào đàn ca tài tử Bà Rịa Vũng Tàu được phát triển rất là mạnh nhờ ở cái sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong các cái cuộc liên quan đàn ca tài tử các cấp từ xã, hơn nữa là ở trên các cái phương tiện truyền thông, trên các cái làn sóng như là đài truyền hình, rất là nhiều cái chương trình đàn ca tài tử có nội dung rất là tốt. Mặc dù thời gian qua, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến mọi hoạt động của người dân, cũng như các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo lãnh đạo của Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phòng Nghệ thuật Quần chúng thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã khắc phục những khó khăn, chuyển đổi hình thức tổ chức các hoạt động của loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử từ trực tiếp sang trực tuyến và trực tiếp, góp phần tiếp tục đưa bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử đến với công chúng qua nhiều hình thức, với nhiều hoạt động, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các nghệ nhân tài tử, nêu cao tinh thần đoàn kết, động viên nhau vượt qua dịch bệnh. Thông qua các chương trình, các hoạt động nghệ thuật đờn ca tài tử do tỉnh tổ chức cũng là cơ hội giúp ngành văn hóa phát hiện, bồi dưỡng những cá nhân tiêu biểu, tạo nguồn tài tử trẻ cho các hoạt động văn hóa văn nghệ của tỉnh nhà trong tương lai. Với sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp các ngành trong tỉnh đối với bộ môn đờn ca tài tử, sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát triển nghệ thuật đờn ca tài tử trong thời gian tới, đưa loại hình nghệ thuật truyền thống này ngày càng phát triển tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực trong công tác bảo tồn và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.